cho mọi người. Chắc hẳn khi nhắc về rượu vang của Chile thì mọi người sẽ luôn nghĩ đến những dòng rượu vang đỏ rất là đậm đà. Nhưng hôm nay Uyên xin giới thiệu đến cho mọi người một chai rượu vang đỏ trước mặt Uyên đây. Có một gu rượu rất là nhẹ nhàng và tinh tế. Thì tên chai rượu là Niblus, được làm từ 100% giống nho Syrah. Và mọi người sẽ thấy rằng trên nhãn chai có một biểu tượng rất là vui nhộn. Thì đây như là hình ảnh của những người nông dân lên những cái sườn đồi cao để mà hái những trái nho để làm ra chai rượu vang này. Và một phần là Niblus đến từ thung lũng Casablanca, và thung lũng này rất là gần với biển. Thì gần với biển như vậy mang đến cho khu vực này có khí hậu rất là mát mẻ và đặc trưng hơn so với những khu vực khác. Thì ngày hôm nay em rất là vui để khui chai rượu này ra và thưởng thức cùng với mọi người. Vị của ly rượu này mang đến cho Uy một cái cảm nhận về một cái cấu trúc rất là phức hợp, và đặc biệt đó là có một cái độ chua rất là tốt, và dường như độ chua đó đã cân bằng tất cả những cái hương vị đậm đà khiến cho cái ly rượu này trở nên tròn trịa và đầy đặn hơn. Và uống rượu vang thì không thể nào thiếu đồ ăn, thì là Uy nhớ đến một món Việt Nam rất là đặc trưng là mình có thể uống chai rượu này ăn chung với má heo nướng sốt me, hoặc là mình có thể sử dụng chung với những bữa tiệc barbecue bên cạnh gia đình và bạn bè. Và để sở hữu chai rượu vang Niblus này thì rất là dễ dàng. Mọi người có thể tham gia vào cuộc thi cơm ngon vang ngọt do WeWhy tổ chức để có cơ hội trúng thưởng chai rượu vang này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video clip này, và hẹn gặp lại mọi người ở những video clip tiếp theo.